chứng tỏ giám định Thanh Hóa, có đại diện là linh mục Nguyễn Văn Thường, giám đốc ủy ban Bác Ái Caritas Thanh Hóa, cùng với lại đoàn thì sẽ thăm tất cả các bệnh nhân tại trạm Gan 2 tại trung tâm thận lọc máu của ngày hôm nay ạ. Và dành tặng xuất quà cho tất cả các bác bệnh nhân, mỗi một xuất quà là 300.000 đồng. Thì đây cũng là một chương trình quan tâm thăm hỏi và hỗ trợ bệnh nhân dành cho tất cả các bệnh nhân có đang điều trị bệnh này, cũng theo những lần trước khi mà cha Thường đã thăm và thăm hỏi những hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn ạ. Thì cha cũng nhìn chung thấy rằng là bệnh nhân ở đây thì đa phần đều rất là khổ. Khi mang bệnh này thì quá trình điều trị lâu dài, chi tiết cả về sức khỏe và về kinh tế, nên là đoàn thiện nguyện thì cũng đặc biệt quan tâm. Và lần này thì cũng theo những cái trao đổi trước đây cùng với trung tâm thận lọc máu thì cha có nguyện vọng là sẽ thăm hỏi và hỗ trợ với tất cả các bệnh nhân hôm nay. Giới thiệu với cha Thường hôm nay thì có bác sĩ chuyên khoa 2, bác Thế là phó giám đốc trung tâm thận lọc máu ạ. Xin giới thiệu với cha và anh chị cũng có anh Nguyễn Văn Thạc, bác sĩ Nguyễn Văn Hòa, trưởng phòng công tác xã hội ạ. Và rất là cảm ơn cha cùng với gia đình các Thanh Hóa đã luôn quan tâm, đồng hành và chia sẻ với bệnh nhân tại bệnh viện Phòng Thanh Hóa. Thưa bác sĩ, thưa anh Hòa, chị Nhung cũng như tất cả các bệnh nhân ở trong căn phòng này, Caritas Thanh Hóa trong thời gian qua cũng đã nhiều lần đã đến đây để giúp các bệnh nhân nơi trung tâm thận lọc máu. Thì mỗi lần mà đến đây thì là một lần mà chúng tôi cảm thấy nó nhói ở trong cái con tim của mình, bởi vì thấy những người bệnh phải một chặt cái cuộc đời của mình vào trong những cái máy lọc máu đấy để mà duy trì cái sự sống của mình. Và như các bệnh khác ấy, đến bệnh viện thì chữa bệnh sau khi một thời gian điều trị thì nếu mà gặp thầy gặp thuốc thì bệnh nhân có thể khỏi bệnh và về nhà thì trở về cuộc sống bình thường. Nhưng mà với những bệnh nhân lọc máu đây thì phải gắn bó với cái máy lọc máu cho đến trọn cái cuộc đời của mình. Thì đấy là một cái mà chúng tôi cảm thấy rất là thương, rất là cảm thấy xót xa đối với các bệnh nhân ở đây. Và tất cả các bệnh nhân khi mà đã phải lọc máu rồi thì cho dù gia đình trước đây có như thế nào thì cũng trở thành những người nghèo, những bệnh nhân nghèo cần được cái sự trợ giúp. Chính vì thế cho nên là trong thời gian qua cũng như là ngày hôm nay và chắc có lẽ trong tương lai cũng vậy, Caritas Thanh Hóa cũng sẽ cố gắng hết sức để kết nối với các nhà tài trợ để giúp đỡ cho các bệnh nhân có được cái sự nâng đỡ một phần về vật chất, nhưng mà cái quan trọng hơn đó là về tinh thần, để các bệnh nhân khi đón nhận được những món quà vật chất thì cũng có thêm cái động lực để rồi vượt qua những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, cho dù cuộc sống của mình nó không có được như người khác. Thì ngày hôm nay cái món quà mà gửi tới các bệnh nhân, tất cả các bệnh nhân lọc máu ngày hôm nay đó là đến từ một gia đình. Gia đình này ở tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington ở bên Hoa Kỳ. Từ trước tới giờ gia đình đã giúp rất là nhiều rồi, và lần này đó thì gia đình cũng muốn giúp tất cả các bệnh nhân lọc máu ở đây, không có trừ một ai, bởi vì tất cả các bệnh nhân ở đây đều xứng đáng để đón nhận món quà của gia đình. Cho nên là xin thay mặt cho Caritas Thanh Hóa, cho các bệnh nhân xin hết lòng cảm ơn cô chú ở bên thành phố Seattle, bên Washington DC, bên tiểu bang Washington State đã giúp đỡ cho các bệnh nhân có được cái món quà rất là thiết thực và ý nghĩa. Xin Chúa chúc lành thành công một năm cho gia đình. Xin cảm ơn. Thưa các và các nhà hảo tâm, thì hôm nay bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và bệnh nhân khoa thận lọc máu rất là vui mừng được đón tiếp đoàn thiện nguyện đến từ Caritas Thanh Hóa. Thì cũng không biết nói gì hơn, xin được thay mặt cho bệnh viện Đa khoa tỉnh và toàn thể bệnh nhân chạy thận lọc máu ngày hôm nay xin được cảm ơn cái tấm lòng hảo tâm của Caritas Thanh Hóa, của linh mục Nguyễn Văn Thường và các nhà hảo tâm đã cùng chung tay góp sức
để hỗ trợ những bệnh nhân khó khăn, đặc biệt là đối với những bệnh nhân là điều trị thận lọc máu. Đối với những bệnh nhân chạy thận lọc máu thì như chúng ta đã biết thì các bệnh nhân phải lọc máu chu kỳ ít nhất một tuần là 3 lần và đến hết cuộc đời còn lại của mình. Chính vì thế là những cái đối tượng này là những đối tượng bệnh nhân hết sức là khó khăn. Ngày hôm nay thì được sự quan tâm của các văn hóa, của các lĩnh vực và của các nhà hảo tâm mang đến cho bệnh nhân món quà rất hết sức là ý nghĩa. Thì một lần nữa xin cảm ơn Caritas Thanh Hóa thường xuyên có những cái chương trình hỗ trợ bệnh nhân. Và ngày hôm nay thì hỗ trợ bệnh nhân thận máu. Xin được cảm ơn lĩnh vực của Văn Thường, cảm ơn các nhà hảo tâm đã cùng chung tay với Caritas Thanh Hóa, với bệnh nhân, với người tham gia của Thanh Hóa. Xin chào các bạn. Cảm ơn bác sĩ Phú với bệnh nhân. Đại diện cho về phía trung tâm thận lọc máu, đại diện cho thay mặt cho toàn thể bệnh nhân lọc máu chu kỳ của trung tâm. Xin cảm ơn và xin cảm ơn và gửi tới tấm lòng hảo tâm của cha Văn Thường, đại diện cho Caritas Thanh Hóa. Cảm ơn tới phòng công tác xã hội bệnh viện, cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã có tấm lòng chia sẻ khó khăn tới nhóm bệnh nhân thận của nhóm bệnh nhân khó khăn với cả trong những nhóm bệnh nhân trong viện. Một lần nữa thay mặt cho trung tâm, thay mặt cho bệnh nhân, xin được cảm ơn tới cha, tới phòng công tác xã hội. Lý do mà chúng tôi hay tới trung tâm thận lọc máu của bệnh viện Đa Khoa đó là mỗi khi đến đây thì thấy được cái sự tận tình, sự chăm sóc rất là tận tình của các y bác sĩ cũng như là các nhân viên của bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa nói chung và đặc biệt của trung tâm thận lọc máu nói riêng đối với các bệnh nhân, cho nên đó cũng là một cái động lực để Caritas Thanh Hóa cũng sẽ cố gắng hết mình giống như các y bác sĩ, các nhân viên y tế. Nhân viên của bệnh viện ở đây để phục vụ những bệnh nhân nghèo. Và hôm nay 80 bệnh nhân lọc máu ngày hôm nay chúng nhận được những món quà này thì hy vọng những món quà của ông bà ở bên cha tôi sẽ đem đến cho họ một cái niềm vui, một cái sự lạc quan, một cái hy vọng ở trong cuộc sống, bởi vì đâu đó tôi cũng đang còn rất nhiều người yêu thương mình, đồng hành với mình. Xin hết lòng cảm ơn và gia đình chúng ta sẽ đi gặp quà. Đây là bên Caritas Thanh Hóa đến trao quà cho bác nhá. Đây một bức thư chúc cho bà có nhiều sức khỏe, đầy đủ chiến đấu với chúng ta nhá. Ngoài cái vấn đề chữa chặt tại viện cả điển. Ông ơi, thầy chúc bài cho ông nhé. Vâng, ông ở đâu nhỉ? Chúng mình đấy. Đây là một chút bạc của các âm nhân của chú bác nhé. Đấy là 300.000. Mấy cái đấy tư liệu. Đây là một chút quà cho anh nhé. Và ở đây như thầy, tôi rất là xa, trên miền núi nên mà cứ phải đi buổi một tuần 3 lần, trừ máy trên như thanh trên miền núi ra, nên là rất là khó khăn để cố gắng nhé. Anh ở thành đâu chưa? Bỏ khẩu trang cho giúp em một chút ạ, Phổng Tiến là con cũng mới trên triệu sơn mới mang về.
cùng quê với cha rồi. Cùng quê với cha cũng nhé. Thôi chị cố gắng được vị nhá. Bác lọc máu lâu chưa? 4 năm nay rồi. Mà mắt bị sao? Mắt mở không thấy được nha. Mà quê ở đâu? Bác Phú ơi, bác Phú hỏi thăm bệnh nhân bên đấy. Rồi bác Phú ra một nha. Trong cái bác bì đây là 300.000 đồng nha. Đấy, 300.000 đồng nha. Bác nhân dân của xe tác tinh hóa thì cho bác nha. Chúng ta với các xe là có cái sự đồng hành như này rất là lâu và hai đã làm liên tục đấy. Cố gắng nha. Vậy một lần nữa xin hết lòng cảm ơn ông bà ở bên thành phố Seattle, bên tiểu bang Washington State đã ủng hộ cho các bệnh nhân lọc máu ở đây một chút quà để họ có thêm động lực để vượt qua những tháng ngày khó khăn vất vả khi mà phải cột chặt cái cuộc đời của mình vào trong cái máy lọc máu để duy trì cuộc sống. Xin Chúa chúc lành cho công bộ hội cho gia đình. Đó, ai chưa nhận được thì lên tiếng nhé. À, 80 bệnh nhân sẽ nhận được quà ngày hôm nay từ một gia đình tên bên thành phố Seattle. Cháu có một nhà hảo tâm ghé thăm trung tâm sở lọc máu, đấy là ủy ban bác ái Caritas Thanh Hóa, và hôm nay là có linh mục Nguyễn Văn Thường, giám đốc ủy ban bác ái Caritas Thanh Hóa cùng với đoàn sẽ thăm và tặng tất cả các bác có đi lọc máu thì ở các hai ngày hôm nay, mỗi một số quà là 300.000 đồng ạ. Thì bây giờ là xa thường cùng với phòng công tác xã hội ngày hôm nay có anh Nguyễn Văn Hòa trưởng phòng cũng đi cùng đoàn và các bác sĩ ở trong trung tâm sẽ hỗ trợ cho tất cả các bác ạ. Chúc các đây là một món quà để chúc các bác sẽ tiếp tục điều trị tốt để có thể duy trì được sức khỏe của mình ạ. Rồi, cảm ơn chị Dung bên phòng công tác sở của bệnh viện hôm nay bên Caritas Thanh Hóa đến trung tâm thận lọc máu của bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để chào những cái món quà yêu thương của một gia đình tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington State bên Hoa Kỳ để giúp đỡ cho các bệnh nhân. Thì đây là những bệnh nhân lọc máu, là những người mà từ nay trở đi phải gắn bó cuộc sống của mình với những cái máy lọc máu cho đến suốt đời. Và những bệnh nhân ở đây có bệnh nhân đã từng lọc máu đến hơn 10 năm rồi, 13, 14 năm, rồi 7, 8 năm, 6, 7 năm. Thì đều đấy thì như chúng ta biết là khi mà không có máu thì con người ta không thể sống được. Thì các bệnh nhân này vì thận hư cho nên là phải dùng đến cái máy móc để mà đi lọc máu để duy trì được sự sống. Cho nên là tất cả các bệnh nhân ở đây đều là những bệnh nhân nghèo về vật chất. Và cũng là những bệnh nhân rất là đáng thương về tinh thần đó. Cho nên là món quà của Caritas Thanh Hóa hôm nay hy vọng là sẽ đem đến cho họ được một chút cái động lực để họ vượt qua những cái tháng ngày phải duy trì lọc máu ở trung tâm thận lọc máu ở đây. Thì xin hết lòng cảm ơn gia đình ông bà tại thành phố Seattle
bác sĩ Tân. Cảm ơn. Giám đốc Ủy ban Bác ái Caritas Thanh Hóa đại diện cho Caritas và các nhà hảo tâm có đến thăm và có một chút và động viên nhé cô nhé. Chúc là cô có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật cô nhé. Khi mấy cái chậu nó to lên rồi nha. 14 năm nay rồi. Ôi ôi, 14 năm nó dài lắm. Cái bình thường ấy thì không sao, nhưng mà khi mà phải gắn bó với đọc máu thì là 14 năm là như cả một cái kỷ đấy. Không cố gắng nhé. Vâng. Các ơi, chào được bất thường là giám đốc Ủy ban Bác ái Caritas Thanh Hóa để đại diện Caritas Thanh Hóa và các nhà hảo tâm này đến thăm, động viên và có chút quà. Chúc phải cho cô nhé. Chúc cho cô có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật của nhau. Cô mấy năm rồi? 9 năm nay rồi đấy, rồi quý vị đây nhìn tay chân 9 năm nay rồi, chết hết cả tay ra rồi. Hôm nay bên là qua bên tài chất đến đây để tham giúp đỡ. Trang Nguyễn Văn Thường nay đại diện cho Caritas Thanh Hóa và các hảo tâm đến thăm và động viên tinh thần các chị nhé, có một chút quà dành cho các chị. Cố gắng nhé. Trang Thường đại diện cho Ủy ban Bác ái Caritas Thanh Hóa ngày đến thăm động viên sức khỏe các anh nhá. Chúc các anh có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật này nhá. Chị Hiền, chào chị Hiền, được tiêm trưởng ạ. Chúng ta đến hết tình hết mình với các bệnh nhân thế này. Hôm nay thưa chị Hiền, hôm nay là bên Caritas Thanh Hóa đó là đến đây là tặng quà cho tất cả các bệnh nhân thì là máu ở đây. Thì cái ca này là theo danh sách đó là 80 bệnh nhân đọc máu, thì hôm nay là 80 bệnh nhân được có quà đấy. Và quà thì mỗi món quà đó là 300.000 đồng, món quà rất là ý nghĩa thiết thực. Đây thì chị Hiền có đôi lời xin mắt. Vâng, con xin thay mặt tâm thần đọc máu là những người điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại trung tâm xin chân thành cảm ơn đến xa và tất cả những nhà hảo tâm đã quyên góp để động viên gửi khích lệ tinh thần người bệnh con ạ. Vâng, cảm ơn chị Hiền nhé, ngày đêm đã chăm sóc những bệnh nhân đây rất là tận tình chú đáo nhé. Xuất quà là 300.000 đồng ạ. Các bác tiếp tục duy trì sức khỏe của mình. Một tay nhé, từ ai sát tay từ một tay. Thưa các bác, hôm nay thì bên Caritas Thanh Hóa đến đây để hỗ trợ cho mỗi người một phần quà nhé. Đây là quà có một gia đình ẩn danh sống ở bên kia và Đại Dương, bên thành phố Trà Sầu thì đến cho chúng ta để chúng ta có thêm động lực để vượt qua những tháng ngày khó khăn nhé. Đây là cha Nguyễn Văn Thường, giám đốc Ủy ban Bác ái Caritas Thanh Hóa đại diện cho tất cả chút nha. Chị Hiền ơi, chị Hiền đứng cạnh em hỏi em ấy. Chúc là mọi người có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật nhá. Xin cảm ơn và lắng nghe. Các cha các sư và các người ca đắc của giáo phận Thanh Hóa, và tham ai cũng
Được mấy năm rồi? Được 5, 6 năm. 5, 6 năm rồi nhá. Anh nhá. Em cháu Nga Phú này. Cháu Nga Phú ạ. Nhưng mà bác cứ có con lấy chồng ở bên đạo bên giáo. À không, con trai lấy vợ. À con trai lấy vợ bên giáo. Cô đọc máu lâu chưa? Cô từ gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Rồi, chúc cô khỏe mạnh nha. Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng vâng, từ giáo cô. Anh có đi một cửa văn thường là giám đốc ủy ban bạn ái Caritas Thanh Hóa đại diện cho Caritas và các nhà hảo tâm đến thăm động viên và có một chút quà nhỏ để tặng đến các bác, chúc các bác có thêm động lực, có thêm nhiều động lực để tiếp tục chiến đấu để trận lâu dài nhá. Chúc quà cho bác nha. Ông lọc máu lâu chưa? Vâng, hơn một năm nay rồi. Dạ, chào ông ạ. Chào bà nhé. Vâng. Vâng. Đây, Caritas và các nhà hảo tâm đến nhé. Thăm động viên và có chút quà cho bác nhé, bác nhé. Vâng, chúc quà cho bác nhé. Vâng, cảm ơn chương trình nhé. Cảm ơn chương trình. Rồi, bà cố gắng nhé, cố gắng. Lạc quan lên nhé. Có rồi thì có vui không? Hôm nay có vui không? Vui. Vui. Giá mà hôm nào cũng như hôm nay nha. Các bác có vui không? Thế mà hôm nào mà đi lọc máu mà cũng có một ông cụt hay một bà tiên nữa đến đây để cho mình cái phong bì như vậy thì đúng là ai cũng muốn đi lọc máu nhỉ? Nhưng mà không phải đâu. Không phải ai cũng muốn đi lọc máu đâu, bất đắc dĩ mình bắt buộc đến đây thôi, chứ không ai mà sung sướng vì mà bỏ hết mọi sự để mà đến đây mà làm đâu. Con có đúng rồi, không ai nuôi dứa đúng đấy, là cho nó đùa vậy thôi, chứ còn bây giờ cứ cho cha tình trí mà bố vô đây làm đi lọc máu chắc cũng không vô đâu. Bởi vì ở ngoài kia mình muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, chứ bây giờ mình vào trong đây mình thấy thì cột chặt ở trong cái máy lọc máu này thì đó là cái sự bất đắc dĩ thì mình mới phải vào đây thôi. Cho nên là bên Caritas, bên bệnh viện và các y bác sĩ đó cũng rất là thương các bệnh nhân, cho nên là sẽ làm đủ tất cả những gì có thể làm được để giúp đỡ cho các bệnh nhân nhé. Và xin chúc cho mọi người được khỏe mạnh, được bình an, có thêm động lực để trong cuộc sống để mình chiến đấu với bệnh tật nhé. Cảm ơn. Mỗi lần đến đây thấy các bệnh nhân thương lắm. Thành phần nghèo cho nên là bắt buộc phải gắn bó với tâm. Vâng. Đây là một điều của tâm trả và có rất nhiều bệnh nhân thôi. Như bệnh nhân đó, đẹp trai sáng sủa vậy đó mà phải vô đây mà đi gặp nhau đó. Cảm ơn. Vâng. Tương lai phía trước đó. Cũng nên là rất là thương. Thôi mọi người cố gắng nhé. Ai cũng thương chúng ta, ai cũng muốn làm những cái gì tốt đẹp nhất cho chúng ta nhé. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức.
gia đình trà và chúng ta luôn mạnh khỏe và luôn có những chương trình để động viên an ủi những bệnh nhân nghèo khổ. Vâng, một lần nữa hết lòng cảm ơn bệnh viện bác sĩ Phú vì không có mặt ở đây nhưng mà cũng đồng hành với các bệnh nhân. Rồi cảm ơn anh Hòa là trưởng phòng công tác phòng bệnh viện đa khoa Trịnh Dung, nhân viên đắc lực của phòng, rồi chị Hiền là điều dưỡng của khoa đây đã các vị có cái trái tim rất là lớn với các bệnh nhân. Thì cái điều đó cũng giúp cho các cha các sơ cũng phải noi gương bắt chước để mà đến đây để mà giúp đỡ các bệnh nhân ở đây. Cảm ơn cảm ơn cha, chúc cha mạnh khỏe và tiếp tục là đồng hành với bệnh viện và bệnh nhân. Cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn ông bà ở bên nhà thành phố trẻ. Bác cứ có chị Hiền chăm thôi thì